Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình cập nhật lại một dự án là nhận BRI 500 token CICO nha bạn. Thì bạn nào đã có làm dự án này thì làm theo mình để token nó phân phối nha tất cả các bạn. Thì các bạn click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn vào con bot nha bạn. Sau khi vào con bot thì các bạn bấm vào một trang tiếp nha các bạn. Thì các bạn cập nhật tài khoản của mình lại nha các bạn. Rồi tất cả các bạn copy cái hết cái phần này giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn qua Zalo hoặc là bên cái ghi chú gì các bạn xóa bớt thông tin các bạn. Rồi các bạn xóa những cái phần không liên quan các bạn, như những dòng chữ này không liên quan thì các bạn xóa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn khớp, bạn xóa xong thì các bạn trừ lại thông tin là Telegram của bạn nè, username Telegram của bạn nè, Twitter nè các bạn, account minimum Telegram. Khoan các bạn chờ chút xíu. Khoan các bạn copy lại nha các bạn. Khoan các bạn. Anh dán lại cái. Đây thì số lượng ghép của tất cả các bạn được bao nhiêu thì các bạn ghi vào các bạn, còn không thì các bạn ghi không nha các bạn. Không sao cả. Rồi tiếp tục thì các bạn lưu ý nha các bạn. Cái Telegram, username Telegram bạn thì phải nhớ thêm account đầu tiên nha tất cả các bạn. Account đầu tiên nè. Rồi các bạn bấm gì bấm gỡ thôi các bạn. Sau khi các bạn bấm gỡ xong thì thông tin thì thế này nè các bạn. Thì các bạn copy lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn copy lại thì các bạn click phần link mô tả thứ hai của mình các bạn, cái link Telegram thứ hai của mình, cái link admin group của nó các bạn, cái link admin của dán là ông Son nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào, các bạn duyệt bát cái thông tin nó vào các bạn. Các bạn gửi cho admin đó các bạn, để tôi cần admin nó cập nhật thông tin của mình để phân phối nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền con CSO đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.